Trời sướng lắm mày ơi, ở nhà gọi phone cái ngồi đem đến ăn luôn, khỏi mất cần đi đâu luôn. Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Hôm nay vợ chồng My review những cái món ăn mới, mời cô chú anh chị xem cho vui nha. Những món ăn hôm nay của Costco và món ở nhà hàng nữa. Đi mua một cái là bò kho, còn một cái là xôi để thử coi nha. Mì Wow, bò cái này bánh kho. mì nè. Mì bò kho. Dạ. Ồ, quá. Wow, đẹp quá vậy. Anh muốn ăn nào trước? Ôi, có lá chuối nữa kìa. Chắc cái này trước đi. Ok, Nhìn yeah. thấy con quá chừng. Wow, hấp dẫn quá. Nhìn đẹp quá chừng luôn. Mình mua ở nhà hàng Khói này nè cô chú anh chị. Ở đây là nằm trong khu chợ Hòa Bình nha, trên đường Brookhead với Westminster. Ở trong nhà hàng Khói này vừa rồi mình có review với cô chú anh chị rồi á, hôm nay mình vô mua có cô quen nói là xôi với bò kho ở đây ăn cũng ok lắm mì, cho nên mình mua thêm về cho ông xã với mấy đứa nhỏ luôn. Địa chỉ với số điện thoại mình để trên đây nha, cô chú anh chị có cần thì gọi. Ở đây là có nhận giao đến tận nhà luôn đó, rất là tiện cho ai không có đi đến mua được. Có lá chuối nữa kìa anh. Em nghĩ ăn trong hộp luôn được á hả, để cho ai đi làm á. Cái này nãy em mua tới giờ là nãy giờ về nhà chắc cũng cả tiếng. Wow, cái này cũng nhiều, cái phần nhiều ghê hả? Cái phần phần vậy là 9 đồng 99 nha cô chú anh chị. Cái này gà. Wow. Có dưa chua rồi luôn. Cái này là ăn lunch là ngon lành hả? Rồi, cái này mình hâm sơ lại một chút tại vì mình để lâu á. Ấm lại đó. Tại vì mình mua về mà anh ta mình bận có meeting cho nên ăn hơi trễ. Phải làm việc. Phải làm việc xong rồi giờ tới trưa luôn. Sáng mới đi rước con cái mình ghé ngang mua luôn. Ở đây mở cửa 9 giờ tới 11 giờ khuya luôn nha cô chú anh chị. Mở cửa rất là trễ cho nên buổi tối ai đi chơi ghé ăn tối rồi là ăn được á. Em nói phòng này nhiêu? 9 đồng 99 mà Thật còn đây nè. nó rất là nhiều. Quá nhiều luôn. Mà em thích cái lá chuối để dưới à. Cũng hay, nó lót được, không có bị chảy nước chảy rồi mấy không? Dạ. Này ăn được lắm, không có cần, không cần nước mắm, không cần gì thêm chứ. Không cần nước tương luôn Không, gặp anh đừng nghĩ chứ miếng ớt cái gì nè. hả? Ớt nhà mình trồng cay lắm á, cười chứ anh chị. Ăn vô là bốc quả luôn á. Thơm quá hả, đang đói bụng nữa. Gà cũng ngon, ướp cũng ngon, rất là dễ ăn. Vừa thịt ướp cái mùi, dĩ nhiên là tiệm khói nên nó mùi khói rất là nhiều. Ngon, cũng không có gà cũng không có khô. Nó là quan trọng là cái chuyện có bị khô không á. Ta đựng ở trong cái hộp bằng giấy vậy nè thì mình hâm mới thấy chắc cũng ok nè hả anh hả. Nó mà để luôn vậy hả? Dạ Dây giấy này không được, không sẽ không có cháy. dạ Đừng có bỏ vô oven. Mình ăn rất là vừa miệng. Nó sôi á, dẻo mà không có bị khô, không có bị nhão. Thịt gà thì ướp rất là đậm đà. Đại cái á, là nếu mà trung bình á, là không có cần nêm nếm gì hết trơn á. Nếu mà ai ăn mặn tí xíu thì có thể cho ăn, bỏ chút nước tương hả? Chút nước tương. Còn Thế mình anh cần nước tương không em lấy? không, đối với anh là vừa lắm mà, tại anh ăn mặn Ok, lắm. dạ. Ở chi cái này mà người ta cho thêm một cái cup nhỏ nhỏ mà có ớt, ớt gì jalapeno mà ướp cái gì mà chua chua á, biết không? Ớt chua để ăn hủ tiếu á phải không? Dạ. Ha, có đó ngon hả? Mà có dưa chua. Chua đâu có phải là ớt nữa không? Dạ. Vậy là hôm nay là phải nhắn với cái ông chủ ở đây à. Có thêm cái ớt chua chua đó làm tăng khẩu vị hơn nữa ha, mà nó cay á phải không, cái ớt mà ớt Xanh jalapeno xanh mà ngâm giấm á. đó, tròn 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 Dạ, ngâm giấm với tỏi rồi đó phải không? Đúng rồi. Dạ Món ớt đó mình ăn được mạnh miệng hơn, thấy dạ không? Thở cứ không cay lắm. dạ Rồi cái này cay quá. cay quá, cắn chút 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 à.
Nền quan ngon. quan trọng là cái xôi không có bị nhão á, phải không? Dạ. Sợ nhất là bị khô. Tại vì khô có ăn không có sữa được mấy Dạ. Vậy là cái này đối với anh rất là vừa ạ. là vừa ngon. Thì anh thường thường nói chung rất là thích xôi mấy không? Cái chỗ này là nhà hàng Khói là vừa rồi là mi mua có review với cô chú anh chị phở á, phở 999 mà cô tô rất là chất lượng luôn á, là chỗ Ừ, này anh. cũng nhiều thịt lắm luôn nhớ không? Dạ, cô chú Ừ. anh chị chưa có xem video đó thì xem video trên đây giùm mi. Như là đại gái chỗ này bán cái gì cũng Cũng chín được. đồng chín chín khoảng có 10 đồng trở lại nữa. Dạ. Cái này á, là vừa rồi một cô nói với mi ở đây làm cái xôi ngon, cho nên thấy như vậy á em mới mua cái này nè. Quan trọng là cái gà không không có bị khô, chứ nếu mà gà khô là không ngon á. Gà ăn được cái này với anh là anh mua là anh đã ăn được 2 lần rồi đó, ăn trưa với lại ăn tối luôn, rẻ không? Thời bây giờ mà 10 đồng mà ăn được 2 bữa ăn Thịt cũng nhiều hả? Hay là coi chứ anh đó, chị. còn một miếng nữa đó. Cô chú anh chị hỏi là sao mà ăn ăn đồ review hoài mà sao không mập, lý do là một phần phải ăn 2 lần. Thôi cho điểm Hả, nha mình cần cho phải 8 điểm rưỡi. chứ. Wow, tại vì anh thích cái xoài phải không? Anh Tâm anh thích cái xoài dẻo 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 quá cô chú anh chị. Mà con cái là rất là nhiều hành, Hành xanh hả? nhiều hành với lại cái gì đó, Hành phi. hành phi lên rất là thơm, mấy không? Dạ. Nhớ là hồi nhỏ ở Việt Nam ăn mấy cái này lúc mà đứng trước cổng trường rồi vậy đó. Dạ. Em mua cái bò kho cô kia của nó ngon lắm. Rồi, bánh mì. Bò kho, cô chú anh chị ơi, em hâm Wow, xong hết rồi đó. nguyên cái tô này bự quá chừng luôn. Cái này tô này nhiều quá. Mà cái rau người ta cho rất là nhiều luôn nè nha. Anh đè đè rau xuống cho nó chín nè. Wow, Bò kho cô chú anh chị ơi. rất là thơm. Dạ, em Để hâm mà thơm cái mùi bò kho. nó còn đậm đà. Thịt cũng nhiều hả? Thịt rất là nhiều. Có gân, nãy em đổ ra em thấy có Thấy thấy gân. có gân mà nó Dạ. trốn ở mắt này. Dạ, có vừa có gân, vừa có Nè, thịt, vừa không có có. nạm, gì đủ thứ hết. Rồi, thịt bò rất là mềm, rất là tender. Nó miệng là nát là liền luôn nè. Này có gần à. Anh thử miếng xong. Gần rất là vừa. Anh sợ nhiều khi nó gì mới nấu mà mấy không? Cái hơi dai, Dạ. dẻo quá. Nên mềm. Mềm nhưng mà cũng còn hơi sực sực chút xíu chứ không phải là mềm rục không phải không không? không có rụt, Ok, rục cũng như quá cũng không như ngon. đây nào hiện tại thấy vừa lắm, rất là vừa, Dạ. Mà thơm hả? lắm ngon. Đó cũng không có mềm lắm. Dạ. Cái bánh mì này em nướng 3 miếng này là có nướng, còn cái này chưa nướng à. Thì anh muốn thử, tại vì em muốn thử để coi cô chú anh chị, giống như nhiều khi mình mua cái trưa đem sang lunch đồ đó, mình để lâu mà mình thấy bánh mì này để lâu mà nó nãy giờ mua là cũng cỡ 2 tiếng ha, mà bánh mì nó cũng còn xốp. Này cũng gần gần được ổn hả? Dạ. Bánh mì mà nội anh có biết baguette giờ là 2 đồng một ổ rồi đó. Đúng rồi, Dạ, bánh cái mì chứng khoán mà đồng 75 trở lên hả? 2 đồng em mới mua hôm qua ở Sài Gòn á. Dạ. Mà nguyên phần vậy là 9 đồng 99 đó cô chú anh chị, thì thấy giá cũng bình dân. Giờ đi ăn McDonald's, Big Mac, French fry như là cái drink khoảng 12 đồng rồi. Đồ fast food mà còn mắc vậy. Mình trong cái đó nhỏ xíu xíu Dạ. Cái này so với cái này thì cái còn cái này là được vô nhà hàng ngồi xuống ăn với. Dạ. Mà cái quan trọng là một dĩa rau rất là nhiều. Cô chú anh chị có thích rau thêm thì mình để rau thêm, thì thấy cho nhiều quá.
cực quá chừng luôn. Dạ, cái này là anh mà ăn một phần chắc không hết á. Không ăn. Ở đây đặc biệt là có delivery luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà mình mua ít á, ở Grand Row với gần gần, Westminster gần gần thì là delivery bình thường là 4 đồng. Còn hơi hơi xa một chút là 7 đồng. Người là Dạ. đem tới nhà luôn ha. Dạ, tới nhà, giao tận nhà luôn á. Còn nếu mà mua trên 50 đồng mà ở Grand Row á là đi free luôn, không có tính tiền giao tận nhà, không có tính tiền. Nếu mà mua trên 50 đồng nha cô chú anh chị. Cái này mình thấy rất là cần cho ai bận rộn á. Cái này là Trưa. ai mà có mở party hay là bất ngờ có khách đến nhà, ví dụ như ha. Dạ, đó thì mình gọi trưa mà gọi 50 đồng món cơm tấm, món phở, món bò kho gì nữa thêm nước nữa là 50 rồi. Ha. 5 người ăn là giao tận nhà luôn trong vòng thành phố Grand Rô thôi, còn ở xa thì có hết, giống như mình 4 đồng tới 7 đồng tùy theo chỗ, nhưng mà nếu mà xa nữa thì thêm 5 đồng nữa. Không biết mà gọi vậy thì bao lâu mới có hả? Chắc trong vòng tiếng hả? Nó cái đó anh không biết nhưng mà anh nói thì cũng rất là nhanh. Mà hổm gài vừa rồi mình quay cái phở á, là cô chú anh chị cũng nói với em đó là có kêu người đem đến tận nhà, cô chú thích lắm kìa. Từ từ giống giống như cái đồ cỏ 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 Dạ. đem tới nhà. Cậu nói là trời ơi, sướng lắm, mày ở nhà, gọi phone cái ngồi đem đến ăn luôn, khỏi mất cần đi đâu mua. Yeah. Đúng Thấy những khi mà khách tới nhà bất tình lình đó em biết không, rồi. nhà không có gì hết Dạ. Mà rẻ trơn. nữa. Này ăn được lắm, mình cho chắc cũng 8 điểm. Bánh mì ở đây thấy được không? Bánh Mì mì được, nè, em thấy để lâu mà nó cũng cũng mềm mại nè, thấy cái cũng mà hâm ok. lên nó ngon hơn, Nghe hả? giòn hơn. Dạ, nhưng mà bánh mì cũng ngon phải không chứ không phải Gì dở. ngon, dạ. Dạ, bánh Ở mì này trong được nó cái ruột dẻo dẻo ngoài giòn giòn. nè. Chứ ăn bò kho mà bánh mì dở là nó cũng thành dở á nha. Nên bánh mì rất là quan trọng á. Như là nó là một nửa của cái bò kho mà mấy ăn. Dạ. Nói chung là ăn được Trên trung bình, phải không? lên trung bình, giá cả vậy là anh thấy ăn được lắm rồi. 6,97 đồng, hồ ôi giá rẻ bất ngờ luôn. Cô chú anh chị cái hũ này nè, có 6,97 đồng à, trời ơi, nó đẹp. Hũ thủy tinh nội mà mình mua xong về mình lấy cái hũ này thôi, cũng cũng giá trị nữa. Mà để chân đồ rất là đẹp luôn nè nha. Trên đây là có ô liu, có ớt, cái hũ này bự lắm á. Cái hẹn nó còn tới năm 2027. Trên là ô liu, ở dưới là dưa leo nè. Cô chú anh chị ơi, mình review cái hũ này coi nó làm sao nha. Mình mua đem về chưng. Cái hũ quá chừng đẹp luôn ha, mà có 6 đồng mấy à. Có bạn kêu mi review cái này trước giùm để coi nó có ngon không. Nhưng mà mi mua là không phải ăn ngon, mà là mi mua và để mi lấy cái hũ. Đi để không để sao tờ chân nó cũng đẹp nữa. Cho nên bạn muốn muốn mua để ăn thì để mình thử coi nó có ngon như thế nào. Thường thường mấy cái này cứng quá. Ông xã mở. Mạnh dữ vậy. Sao mở quá. Ok. Em nghĩ này chắc ngâm giấm à. Yeah, có mùi giấm. Dầu trái ô liu, rồi tới ớt, rồi tới dưa leo, rồi tới Dưa ớt. leo này xanh ghê hả? Dạ. Cái này nhà ai đẹp đẹp á, cái counter đẹp đẹp, cái mình để lên mình trưng á, nhìn nó cũng đẹp. Rồi còn gì khác không? Dạ, còn dưa leo dưới á. Mình thử cái ô liu trước à. Cũng không có chua gì lắm, không phải cái loại mà ta lấy học ra rồi. Ôi, ăn chua chua cũng ngon lắm nha, này chấm chấm muối ớt ăn được á. Bằng mấy cái loại mà nó thường thường em mua không? Cũng giống giống mấy cái loại mà cái hũ nhỏ nhỏ thôi chứ anh chị, mà cái này á nó hơi có vị chát một chút nè, mình thấy cái này ăn ngon là nó hơi cứng. Còn có nhiều khi mình mua mấy trong cái hũ nhỏ nhỏ nhiều khi nó mềm quá, cái nước nó cũng có giấm hơi ngọt ngọt chút xíu, hơi chua chua chút xíu. Mà ăn cái này mới thấy uống bia đồ uống rượu mấy cho mấy ông chắc chắc được á.
nó hơi có gì chát á, với hơi cứng cứng, ăn cũng cũng được. Mình thử cái ớt á, ớt này ớt nướng rồi chứ không phải là ớt xào nha, cái vị nướng của cái vỏ ớt á nó còn luôn á. Cái này làm gỏi hay gì á, để vô mình cũng ăn thấy cũng được á nha. Nên để trên salad á. Đó nhá, nó hơi chua chua nhưng mà không phải chua nhiều lắm, chua mà chấp nhận được. Dưa leo nè. Là giòn luôn. Cái này anh ăn giống như là thay thế dưa chua được lắm á cô chú anh chị. Cái hũ này ngon. Mi nghĩ là nó sẽ rất là dở nhưng mà ăn mấy cái này mình thấy cũng được lắm chứ. Nó giòn. Như lên giòn, ông xã thử không xã. Thiếu cái vị ngọt của Việt Nam mình nhưng mà nó hơi chua với nó hơi mặn mặn mà cũng được. Nói chung là không có bỏ. Nhưng mi sợ cái này nó mềm nhũn quá mà nó không có, nó giòn nè. Giòn ngon. Cái này anh nghĩ cái này anh không thích nè. Vậy hả? Tại anh thường thường không hảo cái này. Anh thử đi, anh Mỗi thử lần đi. em mua mấy cái đó là em Ăn ăn mà mà em đâu ăn. ăn. Cứng quá. Nó cứng cứng chứ nó không phải Ngon. mềm nhũn. Ngon, thấy mềm á. Nó nhưng mà nó cứng hơn là có những hũ mình mua nó mềm lắm. Vậy hả? Dạ. Thường thường anh không ăn thì anh không biết. Nó cũng Ý hơi anh là mềm á. mềm nhưng mà nó cũng hơi hơi chát chát tí xíu. Ớt nướng thì nó mềm còn cái trái ô liu thì nó hơi cứng cứng cũng Cái ngon. ớt thì lại chua hơn cái ô liu luôn, Dạ, nhìn tại nó trái thấm ô hơn liu á, là nó không bọc, thấm đúng nha. rồi nó không có thấm. Cái này thấm quá chừng luôn. Trái ô liu này mà em thấy ngon nè, là nó còn một cái vị chát rất là nhẹ. Còn ô liu mà mình lấy cái hột ra rồi nó mất cái vị chát này. Anh nghĩ nó lấy ra cái nó thấm vào trong nhiều quá, biết không? Dạ đúng Còn rồi. cái này còn nguyên vỏ nguyên Dạ. rồi. Cái này cho mấy anh mà nhâm nhi được á. Anh nghĩ cái này anh thích nè, tại vì có cái loại cucumber pickle á, Dạ. nó cũng giống giống kiểu này nè. Em thích cái đó là nó giòn. Phải không? Là cái olive là đối với anh trong ba cái olive lại rất là ngon. Ngon. Đấy, Không, em thường thường anh sợ anh tránh. anh tránh anh không phải món hảo của anh, Đúng rồi. nên em mua mấy cái đó để em ăn. Trái ô liu này ăn được lắm thôi chứ anh chị, Ngạc nhiên cái được luôn á. nó hơi cứng cứng à, nó hơi mềm mềm nhưng mà nó còn cái vị chát rất là nhẹ. Cái anh hũ nghĩ này rất là ngon. anh nghĩ lý do là tại nó không có chua lè như mấy cái kia, Dạ mấy cái kia nó thấm quá, nó chua anh ăn không được. đúng rồi. Cái này mình đi để đi còn nữa không mua, cái giá này em thấy rẻ quá chừng luôn á. Mua xong cái lấy cái này là đựng bông hoa cũng được nữa, Đúng thấy rồi. À, cái bình rất là đẹp luôn cô chú anh chị, hai cái cán hai bên. không? Mediterranean nè, Dạ là cái chỗ mà chuyên môn olive oil rồi đó. dạ cái này là người mình ăn theo cái người người nước này nè cũng cũng tốt nữa. Cái À, Mediterranean là dạ chỗ biển á, em biết dạ nhưng mà cái tiếng Việt là người gì quên này. không biết Trung gì đó. Trung, địa Trung Hải đúng rồi, sorry, địa Trung Hải. Dạ mình ăn theo cái người này là người ta sống lâu quá. Ô, có một cái này anh không biết là món gì ha, gherkins, Em không biết cái thành nó phần. cũng 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 trong đây nè. Dạ. Hay là cái ở dưới đây không anh? Ở dưới đây em nghĩ là ớt hay gì hả? Em nghĩ là ớt vàng phải không? No, ớt nó đề là roasted pepper À. rồi gherkins, anh biết Gherkin gherkin là là cái vậy là gì, cái này không? Bởi vì xong nữa. rồi green olive rồi nước rồi Dạ. vinegar rồi muối biển Dạ. đường citric acid Dạ. thì thôi. À, rất là tốt, nếu thành phần không có cái gì. Citric acid là cũng một cái tự nhiên thôi à, chứ không có phải là quá chát. À, cái vậy là gherkin là này nè anh, làm sao mình lấy được cái này mình ăn thử. Sâu quá hả? Oh, sorry cô chú anh Cái chị này nha. là của người Greek á. Dạ ngon phải không? Yeah, cái này khi cô chú anh chị mở ra rồi á, Dạ để tủ lạnh ăn trong vòng tuần. oh Ăn sao cho hết. yeah oh yeah, chắc mà đãi tiệc mời No, bạn bè đến luôn anh rồi. nghĩ nếu mình sang ra cái gì để mình ăn, còn cái gì mình để kín để mình để rất là lâu hơn. Dạ Yeah. Recommend là nếu mà mở ra rồi trong vòng tuần. dạ Cái này là đồ rất là tốt. dạ Mà rẻ ghê hả? rẻ quá, cái hũ không là đáng giá rồi, 8.99 đồng, hàng mới nè cô chú anh chị. Popcorn mà có hạt maca ở trong đây. Wow, hàng mới nha của Island Princess.
sản phẩm của Hawaii luôn á cô chú anh chị. Khỏi cần đi Hawaii mình mua cái này mình ăn ha. Hàng mới của Costco. Vừa rồi mới có đó. Cũng có bạn kêu My là lấy ăn sớm sớm giùm My ơi. Mua để dành mở phim lên rồi ở nhà mình ăn ha. Vừa ăn vừa coi phim là đúng điểm nhất á. My mời cô chú anh chị nha. Macadamia popcorn crunchy. Ngọt vô cùng. Ăn một miếng là ai mà thấy ngọt là thôi sợ luôn, đừng có đồng nghe cái này. Oh my god, quá ngọt luôn. 15 gram đường cho nửa cái chén, nửa khắp á. Cái này mấy ông xã nó thơm chồng xã thử nè. Mày ăn một lần là chắc bye bye luôn á. Em mới diễn tả. Mới vô cắn vô á, y hệt như là mình cắn cái cục đường vậy á. Xong rồi giống như đường mà thắng lên nó hơi có giống như brown á, giống như caramel vậy á. Xong rồi mình ăn nó giòn, nó thơm bắp, nhưng mà quá ngọt. Không hiểu sao mà người ta làm ngọt dữ vậy á. Cái này em cho 6 điểm. Cái này là làm ở Hawaii. Dạ. Tại vì macadamia là chuyên môn trồng ở đó đó, biết không? Dạ. Cái hộp của nó. Sau là popcorn, dạ. Rồi cộng thêm macadamia nuts nữa hả? Dạ, em không có cảm nhận được có nuts. Ô hay là có hạt nuts riêng. Hạt nuts riêng ở đây anh nhìn đi. Em ăn là đụng hột bắp nhưng mà như hột nuts là rời. Ồ giống nhau hết mà. Mà nó ngọt quá ha. Ừ, này, này ngào đường. Mà đâu có thấy macadamia nuts gì đâu ta. Dạ, yêu anh. Dạ. Nó nhỏ cái nó rớt xuống đấy, mấy ông nè. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thì đúng cái hộp rồi đó, nhưng mà cũng bị áo cái đường thì nó ngọt nhẹ hơn chút ha. Ừ. Đúng rồi, có cái này thì nó thơm hơn. Nhưng mà đụng ăn cái bắp ngọt quá. Nên là sản phẩm của Mỹ luôn á cô chú anh chị. Làm ở Hawaii bắt buộc là phải Mỹ rồi. Dạ, yeah. Island Princess. 13 đồng 69 cho 5 thao nugget, chicken nugget cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, My review cái món chicken nugget này nha. Hiệu là Purdue. Cái này hãng mới ra bán ở Costco nè. Cái hãng Purdue này là cũng là một hãng chuyên môn bán gà sống á. Ồ vậy hả? Bán giống như Foster Farm này vậy đó. Ồ. Yeah. Yeah. Là bán thịt đó không? Ừ, thịt đó. Nhìn là chắc vậy chứ nhìn cái thịt nó mới tươi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì nó lấy nó làm sẵn nó làm cái này luôn. Dạ. Yeah. Cái này là không có antibiotic, không có thuốc trụ sinh đó cô chú anh chị ha. Rồi 100% là thành phần là thịt trắng là thôi á. Để mình thử coi có ngon không. Lúc mình mua là người ta đang có cho sample thì có nhiều người ăn nó ngon. Cái này là không có chất bảo quản nha. Để mình thử coi làm sao. Ông xã mi nướng xong rồi nè. Anh nướng bao nhiêu phút nha? Này rất là nhanh, 350 độ 6 phút mà anh để 7 phút tại vì mình không có preheat. Dạ. Không có hâm nóng cái lò trước. 7 phút là xong hả? Ừ, rất là nhanh. So với mấy cái nuggets khác cái này nhanh. Dạ. Cái này mình làm chút nước sauce mà mình chế cái kiểu nó giống như của McDonald's vậy đó. Tại mình muốn ăn sweet and sour. Bỏ một chút honey với lại mayonnaise. Rồi cái mình lấy nước thái xí muội. Cái này chai này vừa rồi mình mới mua đó. Hàng mới nè, 6 đồng 99 cho Thai sweet chili sauce là nước sauce xí muội đó cô chú anh chị. Đây là mật ong với mayonnaise với xí muội. Mỗi cái phần đông là cũng như gần bằng nhau hả? Yeah. Là ga squid and sour. Cái nugget này không biết có ngon giống của McDonald's không? Biết nữa, cái nugget hiệu này anh chưa ăn bao giờ. Lúc em mua thì người ta có cho sample á. Thì yeah. Mấy người nói là ồ, ăn thử, thấy mấy người cũng gật đầu. Rồi đi lại lấy. Thì em nghĩ chắc ngon, người ta mới lấy. Và mình cũng bắt chước mình mua luôn.
này lấy ra nó kêu để 1-2 phút, nãy giờ cũng được 2 phút rồi đó, là thơm. Mà ăn được ghê hả? Rất là tender, moist ở trong, không có Mềm ẩm với ướt ẩm nha, ướt à. không có bị khô. Ừ. Mà ngộ là do hâm nó để trên tường đá đúng không? Dạ. Mà đem ra hâm rất là nhanh. Có 7 phút à. Nhưng mà 350 độ à. Vậy là này nó chín rồi. Dĩ nhiên là nước vịt thì phải chín rồi hết chứ. Dạ. Như không biết thịt gà làm sao mà nhìn giống như có sớm luôn Dạ, miếng á. miếng ha. Oh. Cái này người ta Nè em ghi thấy là dạ, nên là nguyên miếng này, vậy là ngon chứ phải hả? không? Dạ. Nguyên miếng không? Người ta không có ghi mà ghi là white meat thôi, như là thịt trắng á, là ức gà đó. Tại thường thường Ồ, mấy có rib nữa, có rib cho cái thường nên. anh tính nói cái đó Ừ. có ba thịt sườn nữa phải không? Dạ, có thịt sườn. Ăn một lần là được 12 gram đạm. Không có Một mặn. 1 gram đường, 450 gram mg muối. Ít à. Dạ. Không có mặn. Cái này nè, coi chứ các bạn thấy đã không? Này Như thịt rất trắng ha. da trắng Dạ. thịt, Dạ. mà cái lớp mà breadcrumb bao ngoài á, Cái vỏ với nha. cái vỏ rất là mỏng, nó rất là nhẹ, rất là mỏng, rất là thanh. Mà cái này á, ăn công vậy nè, gia vị hơi hơi lạ, Dạ. nhưng phải chấm, nếu mà ăn công vậy thấy là phải chấm cái gì mới được. Mà anh làm cái sốt đó là giống như là quá dừa luôn hả? Nhiều. 3 phần bằng nhau ha, bình quân khoảng nhẹ coi chú anh chị, mayonnaise, mật ong với nước xí Như ai thích ngọt hơn thì bỏ thêm, nhưng mà ông thêm ví muội. dụ như đó. Anh thử cái đó sốt xí muội này không, vừa rồi em mới review là em thấy cũng ok lắm. Anh thử xong cái nước này một chút rồi cái nó có ngon giống mấy cái nước cũ không? Ngộ anh thử không cũng thấy nó hơi the the cay cay, mà cho anh trộn quá chừng nãy giờ không có gì, anh phải lấy thêm ớt the Nó đâu đâu cay đâu, em thấy nó đâu cay the. như hả, Ô cái lựa cái anh mới mới gấp ớt, mới mới gấp ớt gấp ớt của anh đó. habanero, thành ra nó ủa sao lạ vậy, nãy giờ ăn cay bây giờ tự nhiên cái đổ trong đây ra cái nó cay, cái ớt này cay quá, thành ra mới Magic cái ớt yeah. này nhà Thành ra mày mới cấp con biết, trồng cay. chỉ cần đụng vô thôi à Dạ. là nó the liền à. Ăn rất là hợp nha. Nè hả? Ngon hả? Chấm vô 2 cái hộp hả? Rất là hợp. Ờ. Vậy cho cô chú biết để ở Cái nhà này em thôi mình làm á. này không có MSG nè, Không có bột ngọt. không có Dạ. bột ngọt, cay này Ít cay nhẹ cay. thôi, Dạ. rồi hơi còn còn chút xíu. Dạ. Cái này hình như ngon hơn mấy cái loại mà mình mua mua ở chợ Chả đông chợ ha. ở đâu á, như ngon hơn á. Anh thích hơn hả? Như ngon Thì hơn. em thị thử vừa rồi cô chú anh chị có coi video trước mới chắc thấy mới thử vừa rồi thì cái này nó hơi hơi đậm đà hơn, cái kia nó hơi ngọt mà nó thiếu thiếu mặn, còn cái này cái ngọt mặn nó đậm đà. Mà cái này không có bột ngọt. Dạ. Cái nước gừng này anh thấy ngon lắm. Nhẹ ha. Mà thấy cái bộ thịt đồ tốt hơn mới không? Tại vì cái của mấy cái fast food đó là thịt rất là ít, mà như bắp đồ này nọ đồ rất là nhiều. Nếu mà ăn không anh cảm thấy hơi lạ, Dạ. mà chấm với cái nước sốt thì rất là ngon. Ồ, cái này rất là tốt nha, cái thành phần đó cô chú anh chị rất là đơn giản chứ không có nhiều giống như những cái đồ, cái Chỉ thành có phần. panko bread với lại chicken breast vậy phải Dạ, không? giống như mình làm nhà vậy đó nha. Cái này cái thành phần này rất là đơn giản nha. Thấy chất lượng lắm á. Dạ, giống như mình thay vì mình mua mình làm nhà cái này để người ta làm có nhiều Bịch cô này bao nhiêu chú pound hả? hả? Cũng 2 pound hả? No, mình nhiều lắm, quá trời nhiều luôn mà, 5 5 pound nữa, 5 pound.
Mà có mười mấy đồng rồi Dạ, hả? Có mười dạ. bốn đồng rồi hả? Khoảng 14 lần, dạ. Không nghĩ ăn biết bao nhiêu cục này hả? Cái này là một phần của chiếc mực đó nè, 10 cục nè, Dạ. 10 cục là bây giờ cũng 6 đồng, có thể 6 đồng á, quay Dạ. đồng Em không có nhớ lâu rồi không có mua. ăn cũng lâu lắm luôn. Mà có nhiều cô chú nói cái thành phần ghi vậy trên cái bao nhãn vậy có đúng không mày? Đúng chứ sao không đúng, Đúng không là luật Mỹ đúng. nó rất là khó Dạ. cái đó, có lẽ Lỡ. nó bị ra tòa liền đó. Đúng rồi. Giống như cái vụ mà hồi xưa không biết cô chú có biết không, hồi xưa mà sữa mà sữa tươi nít uống á, Dạ. nó đưa quảng cáo là milk it does the body good hay là it does everybody good, Dạ. cái bị người ta cự tại nó có nhiều người dị ứng với milk không có uống được, không có thể nói câu đó, phải đổi câu does everybody good chứ không phải everybody good, đúng không? Dạ. Chỉ cần vậy thôi mà nó cũng bắt bắt lỗi đó. Tức là nó dễ ăn hơn cái của McDonald's luôn, dễ Wow, hơn vậy cái hả? Burger King nữa, nó mềm mại, nó ngon hơn, Burger King em thấy đâu có ngon đâu. thường thường hơi khô. Dạ. Mà người ta nói hổm rày á, mấy cái tiệm mà fast food á nó tăng giá đó, thành ra nó cũng hơi hơi mắc á. Nó hồi xưa chiều đến á là mình đi McDonald's xếp hàng dài 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 đó. Nói bây giờ do cái chỗ mình lái xe á, nhiều khi có mình à. Đó, nãy là ăn không để thử cho cô chú thôi rồi bây giờ mới là ăn thiệt nè. Ông xã mì lấy cái này nè, ảnh cuốn vô ảnh ăn với thịt thôi không ăn cơm, cái này mới là đúng đủ bộ. Cái này vô để giòn. Dạ. Rau nhà, cây nhà, lá dừa, ăn rau mơ không? Không. Rau mơ em hái em ăn. Anh ngủ anh mơ thấy em hoài, không cần ăn. Cô chú anh chị thử mình ăn cái này đi, ông xã mày ăn vậy thấy ngon lắm, ấy xong rồi cuốn mà chấm à, có một chút rau vô mà nó ngon khỏi cần ăn cơm. Có cái lá như đu răm hả? Dạ, rau Ô, đu răm vô ngon. Lạ. răm. Bình thường salad không rồi không ngon ha, rau răm vô ngon rồi, hẹ đồ đủ thứ nữa. Có đồ rằm vô ngon ghê, lạ lạ nha. Dạ. Thấy cái bật mùi thấy rõ luôn á. Thêm món mới hả? Bình thường là anh Tâm chỉ có làm với lettuce thôi à? Ăn với rau thì gồng lại được một chút hả? Những cái tốt của nó cân bằng với cái tốt, cái xấu cân bằng những cái tốt. Nhưng mà cái này đâu có xấu đâu anh, cái này là thịt tốt mà. Đâu có chất bảo quản, đâu có gì đâu mà người ta process rất là ít nữa. Cho Vậy mấy thì điểm. người ăn hả? Dạ. Không có rau thì cho mấy điểm, mà có rau rồi cho mấy điểm. Nó gạch không á, là 9 điểm. Wow. Rồi nếu mà thêm rau vô nữa là 9 điểm rưỡi. Nhất là rau Rằm à. rau ram tự nhiên vô cái nó khác quá à. Dạ. Mình nhờ cái vậy là anh chấm với nước sốt đó anh thấy ngon, hay là cuốn rau thì mình chấm với nước khác anh? Hỏi Nó sao nhé. cũng ngon, Dạ. không có cái nước sốt xong không cần thay đổi. Dạ. Này đâu có thua gì bánh xèo. Vậy là chắc phải làm món mắm bánh xèo ăn cái này cô chú anh chị ơi. Có vô tăng thêm được chút xíu nữa. Dạ. Bánh xèo thì có thêm nước cốt. Này rất là dễ ăn. Chắc mấy đứa nhỏ chắc khoái lắm. Dạ. Nách gạch này hai đứa con mi là thích, mà cũng không có thuốc tăng trưởng hay là hormone gì hết trơn. Cái này với quan trọng lắm anh, steroid này nhiều khi cho ăn steroid cho nó mau lớn rồi đó. À, là mình ăn vô mình bị mập theo. Có một cái quảng cáo kia anh thấy á, cho hình hai con gà, Dạ. một con là năm 1956, còn con là ngàn hiện tại, Dạ. thì con gà 1956 nhỏ xíu xíu, cái con mà hiện tại á, 2024 lớn gấp 3 gấp 4 lần luôn.
Tại người ta nói chỗ ăn đồ ăn kích thích quá đó ha, Dạ. là con gà nó quá lớn. Nếu như vậy thì gà của mình ăn có bị không? Chắc cũng có hả? Cũng có nhưng mà nó cũng đỡ, là nó không có bị mấy cái chất hóa học này nọ, mấy ví dụ như anh mấy cái chất mà chích cho nó đừng có bệnh rồi này nọ vậy đó. Dạ. Người ta nuôi tốt, ví dụ như cái chỗ như bây giờ á, người ta nuôi gà thay vì trong nông trại mấy cái kiểu gà nó muốn thả ra đó Dạ. cho tốt á, nó làm cái có mái, nhưng mà Ừ. cái mái đó là ở dưới hở chút xíu có bánh xe, cứ nửa ngày hay gì cái nó chạy một khúc cái lên đến chỗ cái cỏ mới, cái gà đi theo Ừ. cái chỗ cũ bỏ lại, thành ra cái chỗ đó mới có mấy con thú vật cho nó ăn, ví dụ như con mấy Trùng đó con ha. trùng con bớt đồ nên nó bươi 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 rồi ha, Dạ. nó ăn rồi cỏ tươi cỏ tốt rồi nó không có dậm lên phân của nó nữa, Dạ. cái nó cứ người ta cứ đi đi vậy đó, giống như bò mà thả đồng nhé. Nếu mà mấy con đó thì tốt, mà có nhiều chỗ được nhảy hoài không, hay là nhỏ xíu Cái chỗ mà lớn á dạ xây mấy cái đó rồi bự lắm, cái một cái cầu cả 100 feet, chiều dài 100 feet, dạ bự là bự rồi, gà đi trong đó luôn, ừ nó vừa có cái mái che nhưng mà mỗi ngày là nó đổi chỗ, dạ thành ra mỗi lần nó tới chỗ khác á, là cỏ mới rồi cái gì cũng mới hết, Vậy là gà đi bộ rồi hả? Cái đó là chắc gà đi bộ rồi, tại vì không biết nữa, nhưng mà nó rộng không có mà. quảng cáo là gà điếc này của Mỹ á, Dạ. nông trại của Mỹ á, Dạ. nó nói làm gì cái con gà nó không có bị stress, nó không có bị này nọ nữa, Đúng nên tốt cho nó, tốt cho mình mà tốt cho nó nữa. rồi. Như là đó là giống như thuận theo thiên nhiên mà nó cái hoàn cảnh sống của nó vậy, chứ còn nhốt không là em thấy tội vậy Tại vì sao? hồi xưa là một chỗ rồi người ta rải, phải rải đồ cho nó sạch với cái sàn nữa ha. Dạ. Còn bây giờ người ta cứ bấm nút cái đó, tới giờ cái nó chạy slow, cái con gà đi theo, Ồ. có bánh xe lăn 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 lăn. Dạ. Yeah. Hay ha. Cái đó lúc mà đầu tư thì tốn tiền nữa, Dạ. nhưng mà sau đó thì gà rồi ít bệnh ít đồ hơn nữa, Dạ. mà nó được thoải mái nữa thì nhiều Mình người mua của cái hãng đó. xin dừng ở đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho cô chú anh chị chọn được những cái món mình thích rồi mình ăn cho được ngon miệng nha. Nhớ có món nào ngon chia sẻ với phần bình luận giùm My, hoặc là muốn My quay ở đâu thì cũng chia sẻ với phần bình luận giùm My ha, hay là gửi cho My ở số 714 548 2356. Rồi mình chào tạm biệt ha. Bye bye.